start with correcting this thing. You can see that in the first one. Rồi, cái bài tập đầu tiên, reorder the words to make sentences. Tham sắp xếp lại câu đúng không? Rồi, nhìn vào câu 1. Đọc lại câu 1 cho cô nghe nè. Number 1. Warm and foam are vacant purple plants. Very good. Rồi, nghĩa là quên và phong đáng làm cái gì đó? Cấp máy bay. Cấp máy bay, yep. Rồi, câu số 2. Câu số 2 mình dịch như thế nào? She is doing in the exercise. Exercise. Play unit. Rồi, chỗ này vừa sai chính tả vừa sai thứ tự nhé. Cô dạy từ tập thể dục chưa? Từ tập thể dục là do exercise. Vậy thì cái chỗ này chúng ta phải viết như thế nào đây? Chỗ này là cô ấy đang tập thể dục, nó sẽ là she is doing exercise. Ở đâu? In the playground, trên cái sân nhà trường. Cái chữ playground con cũng viết sai luôn rồi nha. Sao viết là PH của cô là L mà đọc là play mà sao viết thành play? Playground là sao? Ok. Sửa nè. Đặt ở đây nè. Đó. Rồi. He is painting a picture in his room, right? Rồi, con number 4. Read it. The girls. Đó, những cô gái, những bạn gái đang làm cái gì? Making a puppet. Puppet là con gì? Con gì cơ? Con gì? Hay người ta hay bỏ gì? Không, con gì bỏ trên tay xong rồi cho nó mình lồng tiếng cho nó. Làm diễn là sao cô? Puppet. Ví dụ như thế này, đây. Cô có một con puppet ở đây. Thả, con thỏ. Nhưng mà con thỏ này nó chỉ là, ví dụ bây giờ cô làm con chó thì cũng gọi nó là puppet. Nó là con thỏ cũng là puppet. Hay là con gì cũng là puppet hết. Vậy đây là con gì? Đây là con thỏ. Con rối. Hả? Con rối nha. Con rối. Nhưng mà con rối trong hình con thỏ. Ok. Thế xinh không? Thế con rối của cô xinh không? Không. Làm được không? Đố. Nghe thì. Bữa sau làm đi. Nhớ nha. Thứ tư. Con làm của con mèo á. Kệ con. Ừ, con làm cái gì cũng được. Đẹp hơn cô thì cô không là con thua. Rồi. Câu số 5. Read it. Tập có số 5 ở hai. They have in a music. Listen. Having. Are they having a music lessons? Are they having a music lesson? Are they having a music lesson? Are they having a music lesson? Okay. Rồi, writing dictation là gì? Cô nói gì cô? Writing dictation. Chỗ này không được viết A nè. Dictation là gì? Dictation. Chỗ này không được viết hoa. Nè, chữ lên lại viết sai nè. Vậy lên qua S không? Có, nhưng mà chữ L chứ không phải chữ H đâu. Dictation. Không phải cây. Cô đâu đầu là cây đâu, chữ tờ mà. Sao cái này thành cây vậy? Ôi.
Ủa, con nhớ là nhiều lắm mà. Sao bây giờ có hai trang nữa? Con gửi cho cô ba trang nhưng mà trang kia thì không cần sửa. Sao? Đúng rồi, trang kia nó đâu phải là bài tập đâu, chỉ là chép thôi mà. Ok. Chép thì Rồi, cô ý là cô kiểm tra trang đó và cô thấy đúng rồi. Chỉ có hai trang này là có sai thôi, được chưa? trang Understand? này thì sai. Đó, sai những cái lỗi mà cô nhắc con này đó. Câu số 2 sai nè. Câu số 2 bài 1 sai nè. Những cái chỗ này này không được viết hoa nè. Tại sao mình lại viết hoa? Mình chỉ viết hoa ở đầu câu thôi chứ. Sao mà lại viết Cô hoa ở ơi, cái này? Ừ? tụ bút có viết hoa không cô? Đâu? Ừ, chỗ chữ Con K đây cũng không được viết hoa. Nói chung là chữ nó đứng cô. đầu á, nó đứng đầu câu á, đứng đầu câu bắt đầu một một câu luôn, thế thì con mới được viết hoa thôi. Ok, nhớ nha. Nè, quá trời luôn đó thầy. Rồi, để ý cho cô những cái chữ nè, playground mà cứ viết thành Hai play ba nè. bốn sáu năm sáu bảy tám Ok. This chín. one. Yeah, may quá sai cái chín nổi à. Thật Rồi là có chín lỗi rồi không? Nhìn nè. Dictation của cô là chữ A mà sao viết thành chữ O rồi? Dictation. Dictation. Đọc nhấn âm con vào. nhớ là không sửa mà cô. Dictation. Con không có nhìn nữa. Con nhớ là con sửa rồi cô. Không, con viết ở đây là chữ O, con sửa đâu, con ngoắc chữ A nó đâu ra cái gì đâu. Nhìn O nó không mắc ở trên mà, nó đâu phải ngoắc ở dưới đâu, chữ A nó ngoắc ở dưới mà. Không cãi được đâu, sai rồi. Ok, nhớ nha. Rồi, now, point and Cô ơi, say. ủa, cái này bà cũ mà cô, hai bà mới Ừ. cô. Bây giờ nhắc lại một chút xíu rồi vào bài bài mới nè, nhanh lên. Mất tốn thời gian quá à. Okay, what are they doing? Đó, bài cũ mà không nhớ nè. They are gì? Cái mask đó. Cái mask là danh từ mà. They Mắt kính are. No. Đang sơn. kitchen là painting 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 Rồi, đọc lại cả câu chứ. They are they the painting the mask. Okay, number two. Ơn mọi người đã làm gì ấy? Sao vui? What are they doing? Dạy ở mọi người đang cắt cái gì hay? Đang làm con gì Cô đấy? con họ Con rối. con đó không với à cô? They are They are making Rối là gì? Làm rồi. They are making a puppet. puppet là con gì chẳng dài. Okay, puppet là con rối đây chưa? Rồi, what are they doing? They are playing badminton. Good. And how about them? How about the How about them? Vậy là còn họ thì sao? Những người này. How about them? They giấy ở making paper face Planes. Planes. place Okay, very good. Now, you see Nam and à. Tom. What are they Đó là doing? lỗi. Thằng nhà tao hụt
What are Nam and Tom doing? What? Come on, nhanh nào. They are? Nam. They are Nam and Tom. Okay, what are they doing? They are painting a mask. What are Tom and Peter doing? Cô ơi. Sao? Sao bạn Tom giống như bạn Phong hả cô? Cái gì? Bạn Tom giống như bạn Phong. Tom tóc màu nâu mà. Phong tóc màu đen mà. Nhưng mà hai người đều đeo góc kính gì giống nhau à? Một người cũng đen, một người trắng mà. Hả? Trời ơi, hỏi cái gì không mà? Trả lời nhớ lên. Hạt bây giờ đó, hỏi lên tên nữa là cho thêm bài tập đó. Cố tình hỏi đúng không? What are Tom and Peter doing? What are Tom and Peter doing? Are they doing? What are they doing? Trả lời, hay, hỏi lại cô nữa. They are. They are making paper. Cái gì là cái gì? A kite. Okay. Nhưng mà ở đây người ta làm hai cái mà, thì phải là making kite. Biết chưa? Rồi. What are Mai and Linda doing? Cô ơi, đang làm bài mới hay là cũ với cô? Học tiếp unit. Unit mấy cô? Unit 9. Nhanh lên, trả lời nhanh lên, hay quá à. Cứ hỏi như thế này rồi qua bài mới. Linda doing. What are my and Linda doing? They are. They are. They are. They are. Making. Hey. Paper. Plants. Planes, okay. Now, number four. What are Mai and Nam doing? What are Mai and Nam doing? They are making a house. They are making a paper house. Nếu mà nói về họ làm nhà là người ta sẽ tự là làm cái nhà thật luôn á, là xây nhà đây nè, đó. Được chưa? Đây là nhà bằng giấy mà. They are making a paper house. 61. Activity 6. Okay, now let's sing. Let's sing. What are they doing? What are they doing? What are they doing? They are painting a picture. That's what they're doing. What are they doing? What are they doing? They are making a puppet. That's what they're doing. Okay, do you like this song? Page 61. Okay. Bài này về. Vậy thì con hát lại đi xem nào. What are they doing? Quá tiếp. Sao hát được con vậy? Hát nha, không hát nha. Tiếp.
They are. Are you? They are. Đáp đúng nè. They are working a river. They are doing. Đọc sai rồi nha. Chỗ này là gì? Đọc lại câu này cô cho cô nè, đọc lại câu này nha. They are painting a picture. 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 They are painting a picture. Okay. Rồi, that's what they are doing. Rồi, câu này tiếp. Con rối cô bài đọc rồi mà. They are. Make. Tay. They are making a puppet. A puppet. Puppet là gì hả cô? Trời ơi, nãy giờ cô nói 3 lần rồi đó thầy ơi. Puppet là con gối. Ủa sao này là cái cây? Đây nè. Hai hình hai bên mà. They are making a puppet. Okay. Now, 61. Activity next. 6. Let's sing. Next. What are they doing? Text. Next. Next. Less. Next. 60. Okay. Now, we gotta move to lesson 3. Present continuous. Chúng ta sẽ học về thì hiện tại tiếp diễn nha. Rồi, thì hiện tại tiếp diễn là giống như những cái mà mình hay nói. Cô ơi. Ơi. Nói về những cái hành động đang diễn ra tại thời điểm nói. Ví dụ cô hỏi Thành á, con đang làm gì vậy? What are you doing? Thì mình sẽ sử dụng tôi thì là I am. Có nghe không? Có thì đừng có cười. Tại nhột. Ai làm gì mà nhột. Rồi, I am cộng với hành động đó thêm doing. Ví dụ như là từ học là gì Thành? Học là gì? Học là sir. I am study. Bây giờ đang học tiếng Anh thì I am studying English. I am studying. Studying. Ủa, từ này chưa học vậy? Từ này đã học chưa? Learning. Nên chưa học cô. Rồi, vậy thì vậy từ này học rồi nè. I am speaking English. Speaking con chưa học cô. Giờ học. Speaking nghĩa là nói á. Speak. Nói ra. Được chưa? Về nhớ ghi nha. Bình thường nó là speak như thế này nè. Đó. Nhưng mà đang nói thì thêm doing vào. Ok. Giống như con đang nói con chơi bóng á. Thì là gì nhờ? I am. Bình thường nó là play đúng không? Giờ thêm doing là I am playing football. Ok. Rồi biết cách thêm vào rồi đúng không? Yeah. Ví dụ đang ăn thì sao? I am ăn là gì? I am ăn là gì? Ăn. Uống thì sao? Trời ơi, chết rồi. Bây giờ. Nào. Trời ơi, ăn, uống, ngủ, nghỉ, nhảy, múa, hát, hò xem nào. Biết từ cái năng từ nào. Chạy, biết từ chạy không? Chạy là gừng. Run, đúng rồi. Bây giờ tôi đang chạy thì là gì? I am gừng. Running.
running. Running, nhớ chưa? Đọc nối vào luôn, không phải là running mà là running. Hopping là gì ấy, cô? Hả? Hopping. Cái gì? Hả? Hop. Hop. Từ này hả? Dạ. Này nhảy là cò. Cò cò. Ừ. Tôi đang nhảy là cò thì ai am? Hop. Hopping. 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 Rồi cậu ấy đang nhảy là cò thì là gì? Có phải là ai am nữa không? Cậu ấy. He. She. E. Hop. Hopping. Ok. Họ đang nhảy là cò thì sao? Hả? Họ đang nhảy là cò. We. Họ mà. Hopping. We là gì? We là các bạn. Các bạn. We là chúng tôi, chúng ta. Nghĩa là trong đó có con đó thì mới dùng we. Nghĩa là con và những bạn khác thì gọi là we. Còn nếu mà những bạn khác mà mình không không có mình á thì chúng ta được là they. Có nghe không? Nhắc lại cho cô. Những cô gì? Hai câu cô vừa nói là gì? Hai câu cô vừa nói là he, he. Cô vừa nói we là cái gì? They là cái gì? We là chúng tôi. Ừ. Còn they là các bạn. We bao giờ gồm những ai? We gồm những con nè. Ừ. Với lại. Với lại ai nữa? Con. Con với ai? Con với con. Con với con là mấy người? À, một người. Sai. Hai người. Sai luôn. Con với con thì không thể nào là hai người được. Mà con với người ta thì mới là hai người chứ. Hai người trở lên. Cô với con là một người. Cô với con á hả? Không, con với con là một người. Ừ. Mà một người dùng we đâu có được đâu. Một người thì phải dùng ai chứ. We là chúng tôi, gồm con và các bạn của con, được chưa? Còn they là chỉ các bạn của con thôi, không có con trong đó. Nếu mà con tự nói á. Thì á. Bữa sau kèm da nha. Khóc to, đó là thêm bài tập á. Nghiêm túc. Trời ơi. Cô bực á. Dạ đó. Nào, Thành, what are you doing? Cooking for my family now. Now. Tôi now. Đang. Tôi đang gì? Tôi đang ở nhà nấu cơm. Cho ai? Cho ai đây? For my family. For my family. Đây là ai? Nào, for my family là cho ai? Từ đó là gì? Không hỏi linh tinh nữa. Là trong cả nhà. Dạ, cho gia đình tôi, ok. Yeah, my family, gia đình của tôi. Next one. What is he doing? What is he doing? Tôi trả lời. He is playing computer game. Computer. Computer game. Ok, vậy là chơi gì đấy? Chơi game ở đâu? Chơi game ở nhà. Computer game là chơi game ở nhà ở cái nào? Trên một thiết bị nào? Trên một thiết bị. Computer là cái gì? Ừ? Computer là máy tính. Đúng rồi, chơi game máy tính có thế thôi. Hỏi lại lòng vòng. Ok. Tiếp nào. What are they doing? What
Răng má sắp mọc rồi đó. Tặc lưỡi đi. Nhanh 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 trả lời. Trả lời cô nhanh lên. What are they doing? They are playing volleyball. Volleyball. Volleyball, chơi bóng gì đấy? Chơi bóng. Là chơi bóng cổ truyền. Chơi bóng truyền. Trời ơi, chơi bóng cổ truyền nữa. Dạ man thiệt. Rồi, bây giờ là nguyên tắc chúng ta thêm đuôi in nha. Không phải là cái nào cũng thêm bình thường đâu. Bây giờ nhìn nha, nguyên tắc thứ nhất. Nhìn nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ thêm đuôi in vào cái từ gốc của nó. Ví dụ như là sing, mà đang hát thì thành singing. Read là gì? Read là gì? Read là, read a book. Read a book. Read a book là gì? Là đọc sách. Đọc sách, bây giờ đang đọc thì thành? Read a book. Reading a book, rồi, nhớ chưa? Tiếp theo, bây giờ nhìn vào ví dụ nè. Nhìn là hai bạn này đang gì đây? Bức tranh đầu tiên. Hai bạn này đang chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Nói chuyện với nhau nha. Rồi, con chim thì đang sao? Đang bị chết. Cái gì vậy thôi? Sao mà nó chết được? Có thấy nó nhạc ở trên không? Nhìn cái mắt nó đang cười kìa. Nó đang hót. Con chim đang ăn cơm. Cơm gì mà cơm? Tầm 7 không ạ? Rồi. Đọc ví dụ cho cô nào. John is talking to his neighbor. To his neighbor. À, cô nói là cô chưa đọc xong, có được đọc không? John is talking to his neighbor. Đọc lại. Nghe. John is talking to his neighbor. Tại sao cô đang đọc lại đọc cho nghe vào? Tiết trước dặn chưa? Hôm nay thêm một bài tập về nhà nha. Ủa cô ơi, hôm nay có bao nhiêu bài tập đấy cô? John is talking to his neighbor. John is talking to his neighbor. Không phải ồ. Neighbor, âm ơ. Neighbor. Neighbor. Con phải nghe rõ là cô đọc âm nào, chứ không thể nào mà con toàn đọc theo ý con thôi à. Talking nó khác với taking nha. Hôm bữa mình học, con đọc hai từ này y chang nhau luôn nè. Hôm trước là mình học từ này, còn hôm nay mình học từ này. Từ này trên này là take. Nếu mà thêm in thì thành taking. Từ này thêm in thì thành talking. Được chưa? Talking. Đọc lại coi nào. Taking, talking. Rồi, đọc khác nhau nha, ok. Rồi, tiếp theo. Rồi. Rồi bây giờ con nhìn nè. Con nhìn cái ví dụ này sao? Hồi nãy là mình thêm in vào. Trong cái talking nè, cô thêm in vào, cô có bút chữ nào đi không? Cô chỉ thêm in vào thôi đúng không? Nhưng mà con nhìn từ text bên trên nè. Lúc đầu là nó có chữ E, nhưng mà sao tự nhiên cô thêm in vào rồi là chữ E biến mất. Rồi nhìn xuống ví dụ nữa. Dance. Sao từ các từ E còn chữ các trên không có chữ E. Đó, thì đây là con phải nhớ cái nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ hai khi thêm in vào. Bây giờ nhìn nó từ dance là nhảy, có chữ E ở cuối, nhưng mà đang nhảy thì bỏ chữ E đi và thêm đuôi in vào. Chữ smile, dancing. Cười. Thêm in thành smiling thì bỏ chữ E đi. Được chưa? Nguyên tắc thứ hai này. Khi mà động từ kết thúc bằng âm E thì chúng ta sẽ bỏ âm E đi và thêm đuôi in vào. Ok?
Được chưa? Rồi. Ooh. What is she doing? Number one. What is she doing? She is nhảy múa là dancing. Gì? Dancing. Okay. What is the girl doing? What girl, she is. Con kia cháu à cô? Con đi ví dụ ra cho con nói thôi. Nhớ lên. Ủa Sam Linh là cười hả cô? Smiling. Ok, đang cười nha. Cười chứ không phải là cười ra tiếng đâu. Chỉ mỉm cười thôi. Không. Eugene lắm. Không được đâu. Nha, bỏ nha. Rồi, tiếp. Ờ, rồi, thấy chưa? Nhìn nè. Ở đây nó lại khác một chút xíu nữa. Ở đây cô có y ngắn và e. Và bây giờ bỏ qua đây thì thành lại y dài và in. Thấy hay không? Hay. Đây. Mà không hay con. Ờ, ừ, nhưng mà con phải học thuộc nha. Rồi, nguyên tắc thứ 3. Khi mà động từ kết thúc bằng y, e, thì chúng ta phải thay bằng y dài và thêm đuôi in vào. Từ này là like. À, cô, từ like đó cô. Đây nè, từ này là like. Con không nhìn thấy, con bị che rồi. Sao bị che? Cái từ ở dưới mà sao lại bị che? Con nhìn thấy rồi cô. Like thành lying. Lying. Lying là đang lừa dối. Ok. Rồi. Die. Dying. Dying. Biết die là gì không? Không. Là đó. Là đó. Chết. Là giết được. Ngọn của tỏi đó. Hả? Nhớ nha, nguyên tắc thứ ba rồi. Nhắc lại. Cô ơi, đây là gì cô? Nhắc lại nguyên tắc từ số 1 đến số 2 nha cô. Nguyên tắc số 1 là bỏ chữ E đi. Đó là nguyên tắc số 2. Nguyên tắc số 1 là gì? Hả? Nguyên tắc số 10. Nguyên tắc số 1 nhắc lại nè. Nghe nha, một lần thôi. Nguyên tắc số 1 là chúng ta sẽ thêm đuôi in vào hầu hết tất cả các động từ. Nguyên tắc số 2, khi mà thêm in động từ mà kết thúc bằng chữ E thì phải bỏ chữ E đi và thêm đuôi in vào. Nguyên tắc số 3, đối với những từ kết thúc bằng y ngắn và e thì chuyển thành y dài, bỏ e, thêm in. Cái đó không có hay. Rồi. The cat is lying by the fire. Lying là cái gì đó cô? Lying ở đây là nằm. Ủa sao hồi nãy cô làm như thế này sao? Cái đó là die. Die là cái gì cô? Là cứ cổ đó. Chết. Đứt cổ. Không, đó là hình thức thôi. Ý là như thế này nghĩa là chết đó. Rồi, không hỏi nữa. The cat is lying by the fire. The cat is lying by. Ờ đâu ra? Đọc lại. The cat is lying by the fire. Fire. Không phải là fire. By the fire. By the fire. By a fire. Rồi con mèo đang nằm ở đâu đấy? Gần. Gần gì đây? Gần lửa. Ha. Ok, rồi. Cô ơi, con mày làm gần lửa không tốt đâu cô. Nguyên tắc số 4. Bè. Ok, cho con luôn á. Nguyên tắc số 4. Những động từ có một âm tiết. Nghĩa là mình chỉ phát âm ra một tiếng thôi. Ví dụ như là từ learned, học nè. Từ see.
nhìn nè, look, nhìn nè. Đó là những từ một âm tiết. Còn những từ hai âm tiết ví dụ là play nè. Đó, là chúng ta có từ swimming, sit, hay là đó, swimming chẳng hạn. Sorry, swim một âm tiết rồi. Rồi, những cái từ kết một âm tiết mà kết thúc bằng một phụ âm cộng với một nguyên âm lại cộng với một phụ âm. Con nhìn thấy chưa? Con nhớ cho cô này, consonant. Consonant là những cái âm bình thường như là t, n, g, h đó. Còn phụ vowel của nó thì là gồm năm âm này: o, e, a, i, u. Đó. Con nhìn thấy không? Bây giờ con nhìn vào cái từ sit nè. Ngồi, từ ngồi đó. Thì chữ y này là phụ âm. Nó đứng cạnh nó, hai bên của nó là hai nguyên âm. Chữ y là nguyên âm. Còn đứng cạnh hai bên của nó là hai phụ âm. Cho nên khi mà chúng ta thêm in vào thì chúng ta phải nhân đôi cái chữ cuối cùng lên. Từ một chữ tờ thành hai chữ tờ. Nhìn giống như là cái bảng sandwich không? Đó, một cái nhân. Cái nhân của nó ở giữa là cái vowel. Còn cái lớp bánh bên ngoài á, là hai bên là hai cái phụ âm. Được chưa? Rồi, giống như từ swim vậy. Swim là bơi nè. Nhìn thấy không? Chữ y là nguyên âm. Sau đó kẹp, được kẹp bởi chữ m và chữ w. Đó, chúng ta đã có cái bảng sandwich này rồi. Cái bảng sandwich thứ hai. Vậy thì khi mà chuyển swim thành swimming thì chúng ta phải viết thành hai chữ. Hai chữ gì? Hai chữ m, được chưa? Từ đích cũng vậy. Đích này là dễ. Quá dễ cô ơi, quá dễ. Đó nha, đó phải chữ y nha, nằm giữa chữ d và chữ g. Chữ d và chữ g, là chữ g. Rồi, nói chung là nằm giữa những cái chữ mà không phải năm chữ này nè, nhớ nha. Nghĩa là một trong năm chữ này sẽ nằm giữa, còn hai chữ hai bên là không phải năm chữ này, phải là chữ khác. Number U là thì là sitting. Bây giờ cô hỏi con này, ví dụ từ play này có chia như vậy được không? Được cô. Có được nhân đôi chữ y dài lên không? Không. Không, đúng không? Nó không được. Rồi ví dụ từ khác nào, từ đánh. Rồi thôi bỏ đi. À đúng rồi, còn từ này là từ gì nhỉ? À giống con từ hóp nè. Từ hóp này có được nhân đôi lên không? Nhân đôi chữ p không? Tại sao? Tại vì khi mà chuyển thành đôi in á, thành hopping á, có được nhân đôi chữ p không? Nghĩa là thành hai chữ p không? Không. Sao không? Tại vì chữ o nha. Chữ o nó nằm trong đây rồi. Thấy không? Hai chữ hai bên có nằm trong đó không? Có nằm trong cái tập này không? Không. Vậy thì chúng ta sẽ thêm vào đây. Hopping. Hopping được thêm p nha. Like this one. Ok. Đó chưa? Đó là nguyên tắc số 4. Động từ một âm tiết được kết thúc bằng một phụ âm cộng với một nguyên âm, sau lại cộng với một phụ âm. Giống như là một chiếc bánh kẹp đó. Thì chúng ta sẽ nhân đôi. Giống như bánh kẹp đúng rồi. Rồi, tiếp theo nguyên tắc số 5 nè. Trừ cái từ fish này ra nha. Con thấy không? Chữ y nó vẫn nằm là phụ, là nguyên âm. Nó nằm giữa chữ f và chữ x là phụ âm. Nhưng mà trường hợp này chúng ta không viết hai chữ x, chúng ta chỉ viết một chữ x. Đây là trường hợp đặc biệt. Thấy chưa? Sao kỳ hả cô? Nó có những trường hợp đặc biệt mà con bắt buộc phải học thuộc. Ví dụ nè, con lừa nó đang làm cái gì đây? Con lừa nó đang đào hố nha. Rồi thì ở đây là anh ta đang đào hố nè. He is digging a hole.
He is digging a hole. He is digging a hole. Okay, còn bà ngoại thì đang làm gì đấy? Bà ngoại thì ăn may à. Đang đan. Đang đan. Grandma in knitting. Grandma in knitting. Grandma in kitchen. In knitting. Knitting, in knitting. Okay. Là bà ngoại đang đang đan, đan khăn đó. Okay. Rồi. Đan cái khăn đó. Nguyên tắc cuối cùng. Cái khăn. Không, nguyên tắc số 5. Rồi, chương chúng ta sẽ. Có nguyên tắc số 10 không cô? Ừ? Có nguyên tắc số 10 không cô? Cứ học đi rồi biết. Rồi. Đối với những cái từ hai âm tiết. Nhưng mà hai âm tiết hoặc ba âm tiết nhưng mà chúng ta nhấn vào âm cuối của nó thì chúng ta cũng sẽ nhân đôi cái chữ cái lên. Rồi, ví dụ như là forget. Forget. Thấy chưa? Forget. 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 Nghe cô nói không? Forget nè, thấy chưa? Nó là động từ hai âm tiết. Nhưng mà nó nhấn ở âm số 2 cho nên chúng ta khi mà thêm đuôi in vào chúng ta cũng sẽ thêm chúng ta cũng thêm thành hai chữ T hoặc là begin. Nào thành begin. Đọc begin nghĩa là gì? Begin. Bằng với start á, bằng với start. Đó là bắt đầu và từ này nhấn ở âm số 2 thì chúng ta đang nói mà bắt đầu đang bắt đầu thì chúng ta sẽ ghi là beginning. Hai chữ N nhá. Ok. Rồi tiếp. Trừ cái trường hợp này ra. Có thấy từ tuyết rơi không? Snow. Tuyết. Nhưng mà trời đang tuyết rơi thì chúng ta sẽ không nói là snowing hai chữ W mà chúng ta chỉ một chữ thôi. Đây cũng là trường hợp đặc biệt luôn. Ok. Nào. Đặc biệt. Trường hợp đặc biệt nghĩa là chị dùng y như thế này nè. Không có theo, nó không theo nguyên tắc. Trường hợp đặc biệt là những trường không theo nguyên tắc. Rồi, nãy giờ chúng ta đã học được 5 nguyên tắc rồi. Cô lại nhắc lại một xíu. Nguyên tắc thứ nhất, thêm khi chia hiện tại tiếp diễn thì thêm in vào hầu hết các động từ. Nguyên tắc số 2, nếu động từ kết thúc bằng chữ E thì bỏ chữ E đi và thêm đuôi in. Nguyên tắc số 3, nếu động từ kết thúc bằng Y ngắn và E. Y ngắn và E này thay đổi Y dài. Thay đổi Y dài rồi thêm in. Rồi, nguyên tắc số 4. Động từ một âm tiết. Động từ một kết, âm tiết. Kết thúc bằng một phụ âm cộng một nguyên âm cộng một phụ âm kẹp như bánh sandwich. Đấy không? Thì chúng ta sẽ nhân đôi phụ âm cuối. Viết phụ âm cuối thành hai lần rồi mới thêm in. Rồi nguyên tắc số 5. Những động từ từ hai âm tiết trở lên. Từ hai lần, hai tiếng trở lên. Thì mà nhấn vào âm cuối, âm nhấn là âm cuối thì khi viết thêm in chúng ta cũng sẽ nhân đôi phụ âm lên. Ok. Forgetting, beginning. Rồi. Trừ hai trường hợp đó là fixing và snowing. Đó. What are you doing, Thành? I am playing badminton. Tôi đang học tôi đang học thể dục nói sao? Tôi đang học thể dục. I am học là gì? Cô cho hai từ rồi đó. Hai từ gì cô? Hai từ này. Bây giờ thêm in vào và nói đi. I am. Từ trên đọc là learn. Learn. Learning. Learning. Còn từ dưới đọc là studying. 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 Studying, okay. I am learning
môn thể dục? I am learning study. Không, một trong hai từ thôi. Hai từ này đều nghĩa là học hết. Learning môn thể dục là gì? Môn thể dục là... Bài bị dễ rồi nha. Nó không kiểm tra khi không kiểm tra cái là quên liền. Môn địa lý là gì? Địa lý là geography. Good. Môn lịch sử? Lịch sử là history. Good, history. Môn khoa học? Khoa học là Science. Okay. Now look and write. Number one, what is he doing? Listening to music. Good. Number two. What is she doing? She is watching TV. Watching TV. Number three, what are they doing? They are playing badminton. Okay, number four, what are they doing? Cô cho đi, cô trả lời đi cô. Number four, what are they doing? What are Akiko and Fom doing? They are painting, painting the mask. Mask. Okay, number five. What are the teacher doing? They are reading a book. Okay, reading books. Hai người mà đâu thể đọc trong một quyển, hai cái này đâu đọc trong một quyển khác đâu. Okay, reading books. Now, okay, this is the end of the lesson today. Rồi về nhà học lại các từ vựng môn học cho cô nha. Bữa sau lấy ví dụ là phải lấy ví dụ đang học môn này, đang học môn kia, được chưa? Nha thằng nha. Rồi, học thuộc cho cô 5 nguyên tắc thêm ing vào động từ. Đi sau kiểm tra nha. See you. Con làm gì vậy? Ok, good night thằng. Good night. Bye bye. Thứ ba con tắt nha cô. Bớt dẹo lại nha. Con tắt hiền đấy cô. À, cô tắt trước nè.